Cô xin chào các con. Ngày hôm nay, cô và chúng mình cùng đến với lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, đề tài vẽ vườn hoa. Trước khi vào bài học, cô và các con cùng hát một bài hát nhé. Cô và các con vừa hát bài hát Màu Hoa. Trong bài hát có nhắc đến các loại hoa với các màu sắc khác nhau. Có rất nhiều các loại hoa với các hình dạng và màu sắc khác nhau. Sau đây chúng mình cùng xem một số loại hoa nhé. Đầu tiên đó là hoa hồng. Hoa hồng có cánh tròn, to và có rất nhiều cánh hoa. Tiếp đến đó là hoa cúc, có cánh dài và nhỏ và có màu vàng này. Sau đó là hoa đào với bông hoa nhỏ, có màu hồng và những cánh hoa tròn nhỏ. Đây là hoa cánh bướm. Hoa cánh bướm có cánh rất là mỏng, có hình tròn và có bông có cả hình tam giác. Đây là hoa tulip với cánh hoa có hình bầu dục và có những cánh to. Cuối cùng đó là hoa hướng dương. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, có màu vàng và hướng dương rất nhiều cánh hoa nhỏ. Vừa rồi các con đã tìm hiểu về những loại hoa với hình dạng và màu sắc khác nhau. Cô đã chuẩn bị những bức tranh vẽ về vườn hoa, các con cùng xem nhé. Bức tranh đầu tiên đó là những bông hoa với cánh tròn và cánh dài. Cô đã vẽ với những màu sắc khác nhau như màu vàng, màu hồng, màu đỏ và phía dưới cô còn vẽ thêm cả cỏ và thêm một chú ong đáng yêu nữa này. Cô đã vẽ bức tranh này bằng màu sắc, những bông hoa với màu sắc và hình dạng khác nhau. Phía dưới là những đám cỏ, còn phía trên cô đã chắc chắn thêm mặt trời và cả những đám mây nữa đấy. Bức tranh tiếp theo cô đã vẽ bằng màu sắc, những bông hoa cánh tròn, cánh dài và những đóa hoa vẽ bằng những đường xoáy. Phía trên cô thậm chí thêm những chú bướm giờ các con đã chuẩn bị sẵn sàng để vẽ những bức tranh về vườn hoa chưa nào? Vẽ A4, bút sáp màu. Bây giờ chúng mình cùng vẽ nhé. Cô sẽ vẽ một đường thẳng để làm mặt đất. Đầu tiên, cô sẽ vẽ một bông hoa có cánh hình tròn. Cô sẽ vẽ những chiếc lá ở thân. Tiếp theo là một bông hoa cánh dài. Thank you.
bằng những đường xoáy. Tiếp đến là một bông hoa có cánh hình tam giác. Cô sẽ vẽ thêm một nụ hoa nữa này. Bên dưới, cô sẽ vẽ thêm những đám cỏ. Bên trên sẽ có một ông mặt trời tỏa ánh nắng chói chang và những đám mây. Vườn hoa sẽ có những chú bướm đang bay lượn. Cô sẽ vẽ bên này thêm một chú bướm nữa này. Sau khi vẽ xong, cô sẽ tô màu để bức tranh thêm sinh động nhé. Cô sẽ tô màu những bông hoa với các màu sắc khác nhau để cho khu vườn của mình thêm đẹp hơn. Vậy là cô đã hoàn thành xong bức tranh của mình rồi.
một khu vườn hoa với các màu sắc khác nhau và những bông hoa với những hình dạng khác nhau. Ngày hôm nay, cô và chúng mình đã cùng học về cách vẽ vườn hoa. Cô hy vọng chúng mình sẽ có những bức tranh thật là đẹp và nhớ gửi cho cô và các bạn cùng xem nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong các buổi học lần sau.